Anh đang quay luôn hả? Ok. Xin chào mọi người. Hiện tại tôi đang có mặt tại thị xã Phước Hòa của tỉnh Bình Định. Và hiện nay công ty chúng tôi đang dựng băng rôn để chuẩn bị cho ngày mai. Kể mọi người. Dạ. Anh Dũng có phát biểu gì cho bữa ngày hôm nay không ạ? Hôm nay anh làm có mệt đúng không anh? Hôm nay cũng hơi mệt, không biết giữ sức tối về chơi nữa. Chơi gì anh có thể cho em biết được không ạ? Chơi này chơi mini game mà em. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, giờ đây là qua hải bánh, đây là... Mình chơi đồng lộn. Mình chơi đồng lộn nha bạn. Dạ, bây giờ cho em hỏi anh một vài câu được không ạ? Dạ, anh Hải, em thấy chiều giờ anh rất là nhiệt tình và một mồ hôi đổ rất là nhiều, nhưng mà không biết là anh đã làm gì ta? Anh... mình đúc kiếm rồi vô hả? Bạn có thấy mình đúc kiếm vô không? Thôi, bạn đúc vào mấy cái này đúng không ạ? Đúng rồi, đúc kiếm vô. Đây là thành quả của buổi chiều ngày hôm nay của phòng marketing Cường Gia Hiếu các bạn ạ. Đúng rồi. Rồi. Cảm ơn bạn nha. Tốt chơi đồng lộn không? Dạ, đồng lộn. Chia sẻ với mọi người, đây là giám đốc của công ty mình. Anh là Chào em. Dạ. Có vấn đề gì không em? Dạ bây giờ em rất là vui vì bữa nay được trò chuyện với lại anh Hiếu. Dạ, anh có thể bớt chút một thời gian để em có thể phỏng vấn anh một vài câu đúng không ạ? Được em, chào em. Bình thường đừng ở rung em. Dạ, cho em hỏi là chiều giờ thì anh đi khảo sát và nhận thấy công việc của bên mình thì anh chấm khoảng bao nhiêu phần trăm trong cái... Trong cái gì em? Công việc của mình là thành công bao nhiêu phần trăm? 80% em. 80%. Còn 20% nữa là ngày mai đúng không ạ? Dạ. Chào chương trình rồng lộn em. Chào chương trình rồng lộn. Được rồi, chương trình rồng lộn đúng không? Dạ rồi, em cảm ơn anh rồi, rất là cảm nhiều. Ơn em. Dạ. Và hiện nay công ty của chúng tôi đang vừa làm xong cái này và đang rất là vui chơi trước mảnh sân nhỏ hẹp này. Hồi trưa chúng tôi, các bạn biết không, hồi trưa chúng tôi đã chơi bài cá cược gì các bạn biết không ạ? Dạ, đó chính là chầu cà phê các bạn ạ. Tôi cũng có mặt trong cái đội hình đó và chúng tôi đã chơi rất là nhiệt tình. Đấy. Và chúng tôi đã lật ngược thế cờ và giành được chiến thắng. Các bạn nhận thấy đây không? Quay trở lại với lại chủ đề ngày hôm nay thì các bạn thấy không ạ? Đây là diện tích của thị xã Phước Hòa. Diện tích của Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa là khoảng bao nhiêu nghìn mét vuông anh? 5.000 mét. Wow. Quá rộng đúng không quý vị? Chúng ta có thể tạo dựng cái hồ bơi ở đây chơi được luôn. Và bây giờ thời lượng tôi sẽ phỏng vấn một bạn nữ ở trong nhóm marketing của chúng tôi. Dạ đây ạ, MC Ngọc Huyền ạ và ca sĩ Ngọc Huyền luôn ạ. Dạ. Mọi người ơi, Huyền bận đi chở anh Tùng rồi mọi người. Anh Tùng bị bắt ở đồn công an mọi người. Tại sao lại bắt rồi bạn? Sáng mình cho anh Tùng mượn xe mình này mọi người, không đợi nó nguy hiểm xong cái giờ bị bắt rồi, giờ phải vô đồn công an rước ông về. Trời ơi. Không, đang xấu. Đây. Thì hẹn mọi người tối mai. Khi nào đẹp mình khoe chứ mình xấu mình chê. Vậy hả? Vậy thôi, và đây là màn kết thúc cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Dạ. Chơi chị Quý hả? Anh về cắt được không? Caramel đi theo chân chúng tôi vào
trong phỏng vấn một vài người bạn nữa đúng không ạ? Dạ. Chạy đúng nhanh luôn đấy. Chắc các bạn ấy đang sợ camera á bạn. Trốn rồi. Trốn rồi anh ạ. Kiếm nó đi. Chạy rồi. Các bạn thấy không? Chắc các bạn hai bạn kia là hai bạn ơi và cuối cùng chào mọi người thì sau một màn rượt đuổi khá thành công thì chúng tôi đã cùng hội tụ với lại hai thành viên đây. chị quý ơi. Gì vậy, đi đâu vậy? Hả? Tắt tắt đi. Quay vô đó. Quay vô. Wow. Đỉnh đúng không quý vị? Quay vô. Wow. Đấy. Và chúng tôi sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay bằng buổi này. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo. Gặp lại ngày mai ha. Gặp lại ngày mai. Dễ hả? Wow. Em nói gì anh? Dạ xin chào mọi người ạ. Đây là chương trình thiện nguyện do công ty xây dựng Cường Gia Hiếu đến thị xã Phước Hòa để trao phần quà cho các trẻ em nghèo hiếu học và hội người già neo đơn. Thì chương trình có tên gọi là Trao Yêu Thương Mang Nụ Cười. Thì các bạn hãy xem những series sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu và có video chất lượng gửi đến cho các bạn.